Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chuyên mục xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân các địa phương, Bắc Cạn đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của năm 2021, xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, liên tục. Ngay từ những ngày đầu năm 2022, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu theo kế hoạch đã đề ra, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Đầu năm 2021, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới đặt mục tiêu hoàn thành hai tiêu chí là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và do là năm đầu giai đoạn nên xã chưa được bố trí nguồn vốn. Đến hết năm 2021, xã mới hoàn thành tiêu chí số 19. Trong năm 2022 này, xã đặt mục tiêu thực hiện hai tiêu chí gồm tiêu chí trường học và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Xác định được nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ những ngày đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lồng ghép, phân bổ hợp lý các nguồn vốn, xây dựng các công trình nhà văn hóa còn thiếu, tập trung tuyên truyền, huy động sự đóng góp của nhân dân trong các công trình cộng đồng. Cái về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với gắn với xây dựng nông thôn mới, thì năm 2021 thì xã cũng đã đạt về chỉ tiêu là các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đã đạt nông thôn mới đạt là 14 trên 19 tiêu chí, thì năm 2021 đạt thêm một tiêu chí là tiêu chí số 19 về an ninh trật tự. Thì đến hiện tại, đến thời điểm hiện tại là đạt là 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thì trong năm 2022 thì địa phương xã Thanh Vận là cũng mạnh dạn là đưa thêm, phấn đấu thêm hai tiêu chí, đạt hai tiêu chí là tiêu chí về trường học và tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Qua rà soát đánh giá, kết thúc năm 2021, huyện Chợ Mới đã có thêm xã Thanh Thịnh đạt 19 trên 19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 3 xã. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm nay huyện Chợ Mới đặt mục tiêu xây dựng xã Nông Hạ đạt 19 tiêu chí. Ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch rà soát những tiêu chí còn thiếu để tập trung nguồn lực phân bổ cho xã. Đối với các xã còn lại cũng phấn đấu mỗi xã đạt từ 1 đến 2 tiêu chí, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Trong đó tập trung vào việc triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Năm 2022 thì huyện theo kế hoạch sẽ phấn đấu là xã Nông Hạ sẽ về đích nông thôn mới của năm 2022. Thì hiện nay thì chúng tôi đã giao cho các phòng chuyên môn rà soát các cái tiêu chí thiếu hụt của xã Nông Hạ. Đấy, và đã làm việc sơ bộ với lại các phòng chuyên môn cũng như là ban chỉ đạo xã Đông Hạ về các cái tiêu chí thiếu hụt này để chuẩn bị các cái điều kiện nguồn lực, và sau nghỉ Tết Nguyên đán thì ban chỉ đạo huyện sẽ làm việc với ban chấp hành đảng bộ và ban chỉ đạo xã Đông Hạ tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để thực hiện các cái tiêu chí thiếu hụt này, đảm bảo là cuối năm 2022 là Đông Hạ sẽ đảm bảo 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn cũng là xã mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm nay. Hiện xã vẫn còn 7 tiêu chí phải hoàn thành, gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Ngay từ đầu năm, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn để hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí. Trong đó tập trung vào việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, tích cực tham gia vào xây dựng các công trình công cộng của thôn. Để thực hiện một số chỉ tiêu còn lại về các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo thì thứ nhất là sẽ triển khai có hiệu quả các nguồn vốn do cấp trên phân bổ về địa phương cũng như các chương trình dự án, làm sao phân bổ để hỗ trợ thúc đẩy các hộ nghèo, cận nghèo trong xã phát triển. Thứ hai nữa là cũng tiếp tục duy trì với thế mạnh của địa phương này, sản xuất về cây thuốc lá. Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có 75 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Ngoài ra, các địa phương đăng ký thêm 36 thôn. Tuy nhiên, do chưa có nguồn lực đầu tư nên qua rà soát đánh giá, mục tiêu này trong năm 2021 thực hiện không đạt. Trong năm 2022, các địa phương cũng xác định phân bổ nguồn lực để hỗ trợ các thôn xây dựng 16 tiêu chí. Việc xây dựng nông thôn mới từ cấp thôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa các xã khó khăn từng bước đạt chuẩn một cách bền vững. Trong cái bối cảnh khó khăn như thế, nhưng mà đến nay rà soát lại thì
theo cái kế hoạch năm 2021 mà tỉnh đã ban hành thì rất vui mừng phải nói là chúng ta cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các cái chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới cũng như là thực hiện các cái sản phẩm ô cốp. Có thể nói là với cái mục tiêu xã về đích nông thôn mới 6 xã thì năm nay vẫn hoàn thành. Các cái xã còn lại thì phải phấn đấu tăng ít nhất mỗi xã một tiêu chí. Thì dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh rồi là văn phòng điều phối giám sát để hướng dẫn thì tất cả các huyện đều xây dựng cái kế hoạch theo cái kế hoạch của tỉnh. Từ xã nông thôn mới đến cái việc là tăng tiêu chí cho từng xã. Sau đi kiểm tra lại thì mỗi xã đều đăng ký là năm nay tôi hoàn thành một tiêu chí là tiêu chí nào. Có xã phấn đấu tới 2 tiêu chí. Trong năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là mục tiêu lớn và nhiều thách thức đối với Bắc Cạn trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Bắc Cạn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh. Tham mưu phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình nông thôn mới trong năm 2022. Các địa phương cũng đã chủ động rà soát các tiêu chí còn thiếu để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Về chương trình nông thôn mới của xã chúng tôi hiện nay là mới đạt được là 13 tiêu chí. Năm 2021 là chúng tôi có đăng ký cái tiêu chí về nhà ở dân cư. Thì tuy nhiên qua quá trình năm 2021 thì có rà soát lại thì hiện nay là nhà tạm, nhà rột nát thì không còn. Và tuy nhiên còn có một số hộ của đồng bào dân tộc ở trong ở vùng sâu thì nhà cũng chưa đảm bảo đạt được cái gọi là nhà kiên cố, mới bán kiên cố, chưa đáp ứng được ba cứng. Vì vậy là chưa đạt được cái chỉ tiêu của chúng tôi đang đề ra năm 2021. Năm 2022 thì chúng tôi tiếp tục vẫn đăng ký cái tiêu chí về nhà ở dân cư. Thế là phấn đấu là tiếp tục rà soát lại, đưa lại vào cái tiêu chí này. Những cái tiêu chí mà các xã mà đăng ký nó liên quan đến phải đầu tư nguồn lực ngân sách trung ương thì không về đích được, cho nên cái bình quân mỗi xã mà tăng lên một tiêu chí là khó khăn. Đấy, tuy nhiên ý thì sau khi mà có cái sự thống nhất giữa ban chỉ đạo tỉnh rồi là văn phòng điều phối đi cùng với các huyện thì có đề nghị là chuyển dịch những cái tiêu chí mà nó cần phải đòi hỏi nguồn lực sang để thực hiện các cái tiêu chí nó có tầm là chiến lược lâu dài cho phát triển kinh tế. Ví dụ như tiêu chí số 12, tiêu chí số 13. Tiêu chí 13 tức là thành lập các cái tổ chức kinh tế và các cái mô hình liên kết hợp tác để mà sau này thực hiện cái gốc của nông thôn mới chính là phát triển kinh tế nông nghiệp. Thế chính vì thế mà đa số là các cái xã mà tăng cái các cái tiêu chí thì vào tiêu chí môi trường rồi là tiêu chí về tổ chức lại sản xuất thì chuyển theo cái hướng ấy thì cũng được thêm một số xã mà tăng thêm tiêu chí. Một mùa xuân mới đã về trên khắp mọi nẻo đường, người dân vui xuân đón Tết trong không khí đầm ấm. Những con đường bê tông mới khang trang sạch sẽ, những con đường hoa khoe sắc, những ngôi nhà mới trên các vùng quê là minh chứng cho sự đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn mới, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục dành nguồn lực và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả, chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, thực hiện tốt giải pháp giảm nghèo, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập, để mỗi mùa xuân đến, người dân lại thêm nhiều niềm vui mới. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.